Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với nội dung phân tích Phong Thần Diễn Nghĩa của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Hôm nay sẽ là video nói về ngũ đại hỏa hệ pháp bảo mạnh nhất trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Ở trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa thì số lượng pháp bảo xuất hiện vô cùng nhiều và đông đảo, trong đó pháp bảo hỏa hệ cũng rất ưa dùng, dù là quần công hay sử dụng để đơn đả độc đấu. Khi vừa ra tay thì pháp bảo này chính là Ngọc Thạch Câu Phần, vô cùng lợi hại. Như vậy ở trong tác phẩm Phong Thần thì có những pháp bảo hỏa hệ nào là lợi hại nhất và bao gồm những loại gì? Sau khi kiểm kê tìm hiểu kỹ thì nó bao gồm 5 kiện. Ngũ đại pháp bảo này mỗi thứ đều có một điểm huyền bí riêng của chúng. Giờ đây xin mời quý vị và các bạn cùng với kênh Giải Trí Tổng Hợp tìm hiểu về ngũ đại hỏa hệ pháp bảo mạnh nhất. Đứng thứ 5 là Hoàng Kim Bảo Tháp. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa Tam Thập Tam Thiên, Hoàng Kim Bảo Tháp lần đầu tiên xuất hiện là trên đường Na Tra truy sát Lý Tĩnh. Liệt thấy một vị đạo nhân khoan thai vung tay chỉ gặp tương vẫn lượn lờ từ vụ bàn toàn. Một vật rơi xuống đem Na Tra chụp vào trong lung linh tháp. Đạo nhân kia đem hai tay vỗ lên tháp, trong tháp hỏa phát đã khiến Na Tra bị đốt đến thống khổ phải cầu xin cứu mạng. Tam Thập Tam Thiên Hoàng Kim Bảo Tháp vốn là pháp bảo của Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng sau khi cứu được Lý Tĩnh liền đem Hoàng Kim Bảo Tháp truyền cho hắn, chuyên dùng để khắc chế Na Tra. Tháp này cũng không bao giờ rời tay Lý Tĩnh, cũng trợ giúp ông ta có được cái tên Thác Tháp Thiên Vương. Từ quá trình chế phục Na Tra có thể thấy được, Hoàng Kim Bảo Tháp lợi hại nhất là có thể phát hỏa. Mà lại lửa này không phải phàm hỏa, rất có thành tựu, xưng là huyễn hỏa, tồn tại ở giữa hư thực. Nếu chịu nghe lời nó sẽ không tồn tại, nếu không quy phục, thứ gì đi vào đều có thể đốt thành tro bụi. Nhưng ngọn lửa này ở bên trong mặc dù lợi hại, nhưng lại không thể phóng xuất ra ngoài, cho nên chỉ có thể xếp ở vị trí cuối cùng. Thứ tư đó chính là Thông Thiên Thần Hỏa Trụ. Thông Thiên Thần Hỏa Trụ là pháp bảo do Phúc Đức Trì Tiên Vân Trung Tử luyện chế mà thành, chuyên dùng để đối phó với Văn Thái Sư. Tuy nhiên Thần Hỏa Trụ là một bộ hợp lại mới có thể phát huy được tác dụng, tổng cộng có 8 cái, cao hơn 3 trượng, dài ước chừng có hơn trượng. Trong mỗi một cây cột trụ có 49 đầu hỏa long, liệt diễm bay lên phi thường hùng vĩ. Nhưng mà tính thực dụng cũng không lớn, khi sử dụng có thể bay ra hơn 300 đầu hỏa long, đem địch thủ vây quanh đốt cháy. Nhưng mà ngọn lửa do mấy con hỏa long này phun ra ngoài thì cũng rất bình thường. Văn Trọng chỉ tùy tiện niệm quyết hỏa độn liền có thể mượn hỏa diễm bốc lên. Phải biết ngũ hành độn pháp ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa cũng chỉ là một pháp môn rất bình thường. Nói cách khác, Thông Thiên Thần Hỏa Trụ chỉ gây ra có chút phiền phức, rất khó giết chết được đối phương. Nếu không phải Nhiên Đăng trên đỉnh đầu cầm Tử Kim Bát Vu, một tiếng sét đùng đoàng phá đi pháp quyết của Văn Trọng. Vân Trung Tử phụ sắc mệnh của Ngọc Hư Cung, chuyên môn luyện chế pháp bảo để đối phó với Văn Trọng. Tuy không phải là quá mức bá đạo, nhưng uy danh của nó xem ra cũng hơn được bảo tháp của Lý Tĩnh, cho nên mới được xếp ở vị trí thứ tư. Pháp bảo thứ ba đó là Vạn Nha Hồ. Vạn Nha Hồ là pháp bảo rất lợi hại, nó đặc biệt thích hợp để quần công. Chủ nhân của Vạn Nha Hồ chính là Hỏa Long Đạo Diễm Trung Tiên La Tuyên, về sau được Gia Phong làm Hỏa Đức Tinh Quân. Bản nhân của La Tuyên chính là hỏa hệ luyện khí sĩ, sử dụng pháp bảo hỏa hệ với hắn mà nói đã liền như mãnh hổ mọc thêm cánh, kết hợp lại với nhau thì càng tăng thêm sức mạnh. Ở trong Phong Thần, La Tuyên nhận lời mời của Thân Công Báo đến tấn công Tây Kỳ. Hắn đem Vạn Nha Hồ mở ra, lập tức có đến mấy vạn con quạ phun ra lửa bay vút lên vào thành, trên cánh cũng khó khói bốc, trong miệng phun ra lửa đem Tây Kỳ thiêu đốt đến ánh lửa ngút trời, dọa cho võ vương quỳ xuống đất thỉnh tội. Khương Tử Nha hồn bất phụ thể, còn Nhiên Đăng đạo nhân cũng phải thúc thủ vô sách. Nếu không phải Thượng Thiên cử xuống Long Cát công chúa sử xuất ra vụ lộ càn khôn võng, thứ này đặc biệt để đối phó với các loại pháp bảo hỏa hệ, nếu không có cứu viện thì La Tuyên chỉ bằng vào Vạn Nha Hồ, cơ bản là có thể đem Tây Kỳ tiêu diệt hoàn toàn. Pháp khí thứ hai đó là Ngũ Hỏa Thất Cẩm Phiến. Ngũ Hỏa Thất Cẩm Phiến tên như ý nghĩa, ở bên trong có chứa 5 loại hỏa diễm từ 7 loại cầm linh tạo thành. Ngũ hỏa theo thứ tự là Không Trung Hỏa, Thạch Trung Hỏa, Mộc Trung Hỏa, Tam Muội Hỏa và Nhân Gian Hỏa. 7 loại cầm linh theo thứ tự là Phượng Hoàng Linh, Thanh Loan Linh, Đại Bàng Linh, Khổng Tước Linh, Bạch Hạc Linh, Hồng Hộc Linh, Kiều Điểu Linh. Ngũ Hỏa Thất Cấm Phiến này quả nhiên vô cùng lợi hại, mặc kệ đối phương có là thần tiên thể, gặp phiến này tức tốc diệt hình. Mà lại pháp bảo này còn không bị ảnh hưởng bởi tu vi của người sử dụng. Dương Nhâm dùng Ngũ Hỏa Thất Cẩm Phiến phá Ôn Hoàng trận đã khiến Khương Tử Nha cũng nhức đầu không thôi. Trong ôn hoàng trận, Lữ Nhạc đem ôn hoàng tán chống lên, hướng xuống bao một cái. Dương Nhâm lại đem ngũ hỏa phiến quét đến, tán kia hóa thành cho tàn tung bay mà đi. Lại tiếp một cái đem Lữ Nhạc trần cành phiến thành cho tàn. Trong khoảnh khắc lập tức thành công. Chỉ có điều ngũ hỏa còn không có hòa làm một thể. Lúc phá ôn hoàng trận, Lữ Nhạc thua chính là do bởi vì trở tay không kịp. Nếu như hắn cho hắn một chút thời gian thì chắc chắn liền có thể phá pháp. Pháp bảo đứng đầu đó chính là Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Thứ này lúc ở bình thường thoạt nhìn qua cũng chỉ là một cái lồng trong suốt, nhưng lúc sử xuất ra ngoài có thể hóa ra 9 đầu hỏa long, từ trong miệng hỏa long lại phun ra tam muội chân hỏa. Cần biết đây không phải phàm hỏa, mà là tam muội chân hỏa mà tất cả những nhóm người luyện khí sĩ đều vô cùng sợ hãi. Hơn nữa còn là thiêu đốt đối phương ở cái lồng đã bị chụp lại, để cho địch thủ tránh cũng không thể tránh, cho đến khi đem địch nhân đốt ra nguyên hình, hoặc là đã tiêu diệt hóa thành tro bụi. Ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Thạch Cơ Nương Nương đã từng bị Cửu Long Thần Hỏa Cháo đốt ra nguyên hình. Trong Thập Tuyệt Trận, Hóa Tuyết Trận, trận chủ là Tôn Thiên Quân lợi hại như vậy, cũng đã bị Cửu Long Thần Hỏa Cháo đốt chết tươi ngay tại chỗ. Cửu Long Thần Hỏa Cháo có thể ung dung xếp ở vị trí thứ nhất chính là bởi vì đây chính là tiên thiên chí bảo do Hồng Quân truyền thừa lại. Chính là năm đó Hồng Quân lão tổ tại Phân Bảo Nhai đã phân phó nó. Uy lực của Cửu Long Thần Hỏa Cháo lớn hay nhỏ cũng có quan hệ rất lớn đến tu vi của người sử dụng. Khi ở trong tay của Hồng Quân lão tổ thì tất nhiên Cửu Long Thần Hỏa Cháo này có thể thấy, có thể lấy thiền địa làm lò, lấy vạn vật làm than. Về sau khi truyền nó đến trong tay của Na Tra, bởi vì cùng với tu vi có quan hệ nên uy lực của nó biểu hiện ra cũng rất là bình thường, thậm chí cũng không so sánh nổi với Càn Khôn Quyển cùng Hỗn Thiên Lăng. Cho nên Na Tra cũng không thường đem nó ra để sử dụng, chỉ dùng Cửu Long Thần Hỏa Cháo để hù dọa đối phương, chứ không có chân chính phát huy ra được uy lực. Tuy nhiên khi Na Tra về sau nhục thân đã thành thánh, tu vi càng lúc càng cao, đoán chừng đến lúc ấy Na Tra mới có thể phát huy ra uy lực thực sự của thứ bảo bối này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Phong Thần Diễn Nghĩa, ngũ đại hỏa hệ pháp bảo mạnh nhất trong phong thần, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này, hoặc là những bài phân tích liên quan đến những nội dung khác như là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Hậu Tây Du Ký, Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích liên quan đến tác phẩm kiếm hiệp của những nhà văn rất nổi tiếng như là Kim Dung, Đan Thanh, Cổ Long, Mã Vĩnh Thành, Ôn Thụy An hay Ngoại Long Sinh và tất cả những tiểu thuyết kiếm hiệp khác, thì các bạn ấy truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã từng được đăng tải lên trước đó và tiếp tục chờ đợi và cập nhật những video hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè người thân nếu như cảm thấy thú vị và đừng quên nhấn nút đăng ký.